Rồi tiếp đến thì ta sang cái đề 2 câu 5 với đề bài là bài Kamin. Người ta yêu cầu là cho số nguyên dương M tìm số nguyên dương K nhỏ nhất sau cho tích các chữ số của K bằng M. Ví dụ như số bằng 30 thì ta thấy rằng là nó là tích chữ số của 5 nhân 6 bằng 30. Như vậy số 56 là số bé nhất ta tìm được. Ta cũng có một với bằng 30 thì ta cũng có một số các cái số K khác. Ví dụ như thầy thấy cái số 156 tích nó cũng bằng 30 đúng không? 22 à quên 2 35 cũng tích cũng bằng 30 đúng không? Tích các chữ số bằng 30. Rồi 215 à không 215 không được. Số 65 tích cũng bằng 30, số 56 cũng tích cũng bằng 30 và có ta có rất nhiều các số mà đều có tích các chữ số bằng m đúng không? Mấy? Không là ký tích nhưng mà không mất rồi. Đúng không? Như vậy thì đầu tiên thì các bạn nhận thấy rằng đề bài các bạn nhìn được rõ không nhỉ? Ta nhận thấy rằng với cái bài toán này cho Hùng viết tiếp vào vở nhé, làm hết tờ đấy luôn đấy, cho khó hỏi thầy nhé. Làm hết đi, chờ đợi gì nữa, rồi có mấy bài nữa mà. Ta có input, ta sẽ thực hiện là đề bài cho số nguyên dương m, rồi output của bài toán là ta đưa cái giá trị k nhỏ nhất tìm được. Nếu không có không tồn tại thằng k thì ghi ra là giá trị trừ 1 cho trường hợp vô nghiệm. Vậy thì ở đây thì ta cho nó thu nhỏ một chút. Thuật toán của bài toán này thì các bạn nhận thấy rằng là ta có một cái thuật toán gần đúng mà ta thường hay sử dụng trong cái bài thi ở cấp độ của mình. Ta có một cái giải thuật thứ nhất. Bước thứ nhất thì đầu tiên ta thực hiện là nhập n và nhập m. Bước thứ hai thì ta nhận thấy rằng tìm k nhỏ nhất. Vậy thì ta thấy rằng cái k đầu tiên có thể xảy ra đó chính là bằng số 1. Vậy thì thầy khởi tạo k bằng 1. Trên trục số từ 1 trở đi thì cái thằng đầu tiên mà thỏa mãn điều kiện thì ta dừng lại, đúng không? Vậy thì tới đây thì mình có thể ghi là chừng nào tổng chữ số, thầy tổ chức một hàm tổng chữ số của k mà đang còn khác của k mà đang còn tổng hay tích nhỉ? Tích 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 chữ số của k mà khác thằng m khi biểu thức điều kiện này đúng, vì nó đang còn khác m thì thầy sẽ chạy bằng cơm, đó là thầy tăng k lên. Vậy thì rõ ràng là ta chạy tới một thời điểm nào đó thì giải thuật nó sẽ dừng đúng không? Sau giải thuật này thì ta sẽ thực hiện ở bước 3, ta đưa k ra. Đó chính là cái giải thuật ta sẽ làm. Vậy thì giải thuật trên nó chạy đúng trong một số các cái trường hợp. Tuy nhiên thì ta nhận thấy như thế này. Ví dụ khi thầy cho m bằng 26. 26 thì tích cái nó bằng tích của hai các số nào nhỉ? Mười ba nhân hai, như vậy 13 nó là một số nguyên dương lớn hơn một, lớn hơn 9 đúng không, nên nó không thể là một chữ số được. Do đó ta nhận thấy rằng khi phân tích một cái số m nào nó thành tích các thừa số nguyên tố, nếu mà tồn tại một cái thừa số nguyên tố mà lớn hơn 9 thì chứng tỏ cái số trường hợp đấy chắc chắn sẽ vô nghiệm đúng không? Đấy. Vậy thì ở cái bước số 2 ta sẽ cải tiến lên một chút. Ta sẽ thực hiện cải tiến lên một chút, đó là ta sẽ thực hiện kiểm tra xem m có thừa số nguyên tố lớn hơn 9 hay không. Đấy. Vậy thì để làm được cái việc này thì ta sử dụng giải thuật phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Đúng không? Mọi người còn nhớ giải thuật này không?
Để phân tích mở thành tích các thừa số nguyên tố thì ta nhận được khởi tạo y ban đầu khởi tạo thừa số bé nhất có thể là số mấy? Thì nó đoán lên tới bằng 10 mũ 6 nữa cho vậy thì ta nhận thấy rằng là chừng nào cái thằng gì nhỉ, chừng nào mà thằng m của mình ta thằng y nhân y mà nhỏ hơn nó bằng m. Giải thuật phân tích thừa số nguyên tố thì bài nào ta cũng làm giống nhau thôi, thì ta phân tích theo cái giải thuật cổ điển, đó là chừng nào nó là câu lệnh y nhé, thằng m đang còn chia hết cho y thì ta thực hiện hai việc ở đây, ta thêm điều kiện em và m phải lớn hơn không nhé. Thì phải thực hiện hai việc nào, Hồng tập trung nhá, không cho Hồng ra đảo xa nữa nhá, cứ để cho ông Hồng từ ông làm, mình phải cho ông nếm trải những cái ngày tháng ban đầu của mình, không thể để cuộc sống nó an nhàn tí được đúng không? Rồi, chừng nào m đang còn chia hết cho hai và m đang còn lớn không thì chứng tỏ rằng y của nó là một thừa số nguyên tố mà m có chia hết đúng không? Vậy thì nếu mà nếu thằng y của mình mà lớn hơn 9 thì sao? Thì mình có thể để break ra ngoài đúng không? Nhưng khi ta break ra ngoài và vòng này thì nó chỉ là ra khỏi vòng ngoài này thôi. Nếu break một phát nữa nó ra khỏi vòng ngoài này, được không? Vậy thì chỗ này mình thực hiện luôn. Vì có một thừa số lớn hơn 9 nên cái việc cố gắng đi phân tích nó là dư thừa. Bởi vì số 26 phân tích thì bằng 2 nhân với 13 thì nó không thể tích các chữ số của một số được. Bởi vì số 23 tích các chữ số bằng mấy nhỉ? Bằng 6 đúng không? Như vậy thì như vậy chứ không phải là số 23 được. Vậy thì ta sẽ thực hiện là đưa trừ 1 ra. Sau đó return luôn không luôn. Các bạn là ta return đây. Còn nếu mà nó không, thừa số này không phải thì ta sẽ thực hiện là vẫn như mọi khi thôi. Bằng m chia y vậy. Đấy. Cái vòng tròn luẩn quẩn này nó cứ chạy đi chạy lại chạy lại chạy đi chạy đến khi nào chán thì thôi đúng không, nó chạy lại chạy đi chạy khi nào chán thì thôi. Sau khi chán rồi chứng tỏ rằng m không chia hết cho y, vậy ta tăng y lên. Đấy, đây là một giải thuật là phân tích một số thành thừa số nguyên tố một cách cổ điển nhất, nguyên thủy. Đấy, ta đi theo giải thuật nguyên thủy. Rồi tới đây thì chắc các bạn sẽ không gặp khó khăn gì cho đoạn cài đặt chương trình trên đúng không? Như vậy ở bước 2 ta đã giải quyết được cái bài toán là cái phân tích m thành thừa số nguyên tố hay không. Kiểm nếu có thừa số mà lớn bằng 9 thì ghi ra là trừ 1. Tới đây ta đã kiểm tra được cái thằng này rồi. Vậy thì ta sang bước thứ 3. Ở bước thứ 3 thì các bạn sẽ thực hiện tiếp cái công việc đó là bởi vì qua quá trình phân tích số này thành tích các thừa số nguyên tố và ta nhận thấy rằng các thừa số nguyên tố này không có thừa số nào vượt quá 9 thì chứng tỏ nó là một số hợp lệ đúng không? Thì khi đó ta mới chạy cái giải thuật chạy bằng cơm của mình khi này đây. Đấy. Giải thuật khởi tạo cao một chừng nào tích các chữ số của k mà khác m thì tăng k lên thì nó tăng tới một thời điểm nào đó chắc chắn tích các chữ số của nó sẽ bằng m. Và ta thu được k là giá trị cần đi. Vậy thì bước cuối cùng ta đưa chụp nó ra. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ trên đây là cái giải thuật của cái bài toán này. Bạn đọc được không nhỉ? Vậy trên đây là bài toán cho số nguyên dương m tìm số k nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của k bằng m. Và đây là một trong những giải thuật dùng được. À, tuy nó chưa tối ưu nhưng nó cũng là một trong những giải thuật tốt ở một cái giải thuật khác ta cũng có thể giải thuật quán giải quyết bài toán theo cái hướng là các em sẽ phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố sau đó ta nhân dồn nó lại nhân đến khi nào mà nó vượt quá 9 thì ta dừng lại. Đấy, ta chỉ lấy các cái thừa số mà có nhân dồn lại bé hơn 9, ví dụ như ta có 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 vậy thì ta nhân dồn lên tới 8 thôi.
sau đó ta lấy hai còn lại lại tiếp tục nhân với ba lại dồn lại thành 6, sau đó ta sót nó lại. Và trong quá trình nhân dồn như thế, đến khi nào mà không nhân dồn và sót lại được nữa thì ta thu được một cái số bé nhất, ta đưa nó ra. Tuy nhiên với yêu cầu của bài này thì thầy đang đề cập các bạn chỉ cần làm được như trên là đạt được yêu cầu. Đó là bài số 5 của đề số 2. Rồi, chúc các bạn thành công.